Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0986228901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cơ xích hạng tầm trung nòng đứng nha mọi người. Và em là đến từ thương hiệu của Echo nhá. Mã số là GC351 nha mọi người. Đó, em này là hệ đề mới nhất bây giờ nha mọi người. Đó, có đầy đủ các chức năng như bộ giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động và có thắng xích này. Đó, và đặc biệt ấy là được thiết kế cho mình các bộ nhúng lò xo. Đây, đó, bên hông và ở dưới đều các bộ nhúng lò xo. Đây là khi anh em sử dụng ấy là mình đè và cắt vào cây ấy là nó tạo ra một cái độ nhùng, nó đỡ bị tê tay, rung tay nha mọi người. Đó, em này là hệ đời cao nhất bây giờ nha mọi người. Mà mã lực là 35cc nhé. Đó, anh em sử dụng trong gia đình là vừa tầm vừa đủ ha. Và em này đến từ thương hiệu của Echo này anh em. Đó, nó đến thương hiệu của Echo thì anh em biết rồi ha. Về thương hiệu của Nhật Bản, Echo dòng này thì nó rất là tiết kiệm nguyên liệu. Đó, xài rất là bền bỉ, êm ấm. Đấy, và đời bô này này. Đó là đời bô giảm thanh, nên là âm thanh phát ra nó đỡ bị rè, ré nha mọi người. Đó, rất là êm tai. Đấy, nói chung là mẫu này là sử dụng gia đình là hết sảy luôn. Đó, rất là vừa tầm. Rồi, lam kiểu này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nha mọi người. Mặt cắt cây còn 35cm. Xích được sử dụng xích chung 91 nha. Lam xích là khá là đẹp. Đó, đẹp như mới luôn nha mọi người. Đây, các đầu ránh lam chưa có bị dập đầu và chưa bị tè. Nước sơn còn nguyên trên cây lam, còn nguyên tem hãn hệ Echo này nha. Đó, bên này nó còn bị chảy nhẹ này. Bên này anh em thấy này, như mới luôn. Đấy, anh em thấy không? Bên kia là do giống như va chạm nó bị chảy nhẹ thôi, chứ thực ra này đẹp như mới luôn nha mọi người. Đấy anh em thấy không? Tem hệ Echo vẫn còn và xích thì đã rũ sẵn nha anh em rồi. Xích còn khá là đẹp nha mọi người. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc nhé. Vặn trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích của em này nằm tại cây lam. Rất là thuận tiện, anh em chỉ việc lới lỏng hai con ốc này ra, mình thò cái vít ra vào đây, mình tăng giảm xích tại lam luôn nha mọi người. Đó, nhanh gọn lẹ ha. Bên phía mặt má ốp lam tem mạc thương hiệu Echo vẫn còn nha mọi người. Đó, từ các phần má này anh em thấy không? Rất là sáng từ các con ốc này. Đó, rất là đẹp luôn nha mọi người. Các tem nhãn hiệu vẫn còn nguyên ha. Lốc mặt tiền đây nha mọi người. Tình trạng máy là ri nguyên bản, bảo hành bao lục nòng 12 tháng nhá. Đó, và máy nếu nói về độ đẹp thì dường như là Nhật quên xài, đẹp 90% nha mọi người. Đây, lốc mặt tiền đây. Lốc mặt tiền thì chỗ này nó trắng tắt rồi, là chỗ này thì nó hơi úa vàng một xíu, bởi vì đây là cái mạc cưa mà bên nước ngoài nó sử dụng ấy. Về đây là nó hơi úa nhẹ một xíu. Đó, nhưng mà vẫn rất là đẹp. Đấy. Mã số seri máy đây, 580177739, Made in Japan nha mọi người, hàng chuẩn của Nhật Bản ha. Đời bô giảm thanh nha mọi người. Thì đằng trước này thiết kế cho mình nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích, còn đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Bên phía chụp giật thì hộp giật này được thiết kế cho mình bộ giật trợ lực này, nên là anh em giật cũng rất là nhẹ nhàng. Nhất là những chú nào có tuổi mình nên sử dụng mẫu này, giật nó kéo nhẹ là nổ, không cần phải dùng lực nhiều ha. Tem mạc Echo vẫn còn. Bên phía mặt má nắp bên trên thì các tem thương hiệu tem mạc còn nguyên luôn. Echo thương hiệu Lema, các tem bên Nhật Bản nó giá này nha. Không mất một tem nào, không thiếu một tem nào ha. Rồi giờ sẽ mở bộ phận bên trong cho anh em xem bên trong này. Đây. Ui giời, nó hơi nặng nha mọi người. Đó, phần này là cái phần quan trọng nhất để quay cho anh em xem bên trong, rất là mới luôn. Đây. Màng lọc được thiết kế cho anh em là một màng lọc bông nha mọi người. Đó, ốp kín tuyệt đối hai mặt, mặt trên và mặt dưới, chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng cover nó nòng. Nói chung là những chỉ có bụi nhỏ nhất có thể bay qua đây thôi ha. Thì cái màng lọc này nó giúp cho mình rất là bền cái nòng nha mọi người. Mình xài nó đỡ hư nòng ha. Chế được sử dụng chế Wurm Pro. Đây. Đấy, nói đến chế Wurm Pro thì tiết kiệm nguyên liệu rất là tốt và xài rất là ngon so với dòng máy cưa của Nhật Bản nha mọi người. Anh em thấy không? Từ các con ốc này, từ các lò xo này. Đó, nó đẹp dường như đẹp như mới luôn. Này. Mới kít kịt luôn nha mọi người. Đấy, rất là sáng ha. Và đầu nòng đây nha mọi người. Đó, anh em thấy không? Các bộ nhúng lò xo thiết kế bên tai gần đầu nòng này. Đó, nên là nó tạo ra cái độ nhùng, nó đỡ bị tê tay rung tay nha mọi người. Đó, bên phía buji và đầu nòng anh em thấy không? Đẹp như mới. Đó, rồi giờ em sẽ ráp đầy đủ lại và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhé. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cưa xích liên hệ qua số điện thoại 0988628901 nha mọi người. Anh em muốn xem chi tiết hình ảnh Zalo mình nhắn tin qua Zalo nhé. Đó, đây, giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe ha. Giá của em Echo GC351 này là 3.200.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua em nhé mọi người. Rất là em ơn. Yeah.
xuống như thế này là tắt, đẩy lên là xài bình thường. Đấy anh em nghe máy rất là êm luôn, ga ti mà để nó tành 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 nha mọi người. Đó, và mẫu này anh em sử dụng trong gia đình nói chung là vừa tầm. Đấy, nhiệt làm ra rất là tốt nha mọi người. Đó, giờ sẽ khởi động lại này. Kéo nhẹ nổ nha. Đây, công tắc đây. Đó, chỉ cần nhích nhẹ nổ này, nhất là chú nào có tuổi nên sử dụng những mẫu mà có trợ lực như này. Rất là êm lắm. Echo GC351 nha mọi người, hệ đời mới nhá, đầy đủ chức năng, giá là 3.200.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cơ xích này liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người.